Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tà soát đặt nhiếp ngắn video, toàn bộ đặt nhiếp phá phòng, trong điện thoại của Lâm Nam xuất hiện một ứng dụng kỳ quái. Video ngắn lướt trên điện thoại di động, tất cả đều sẽ đồng bộ chiếu đến thế giới đặc biệt, cũng nhận được tiền mặt hoàn lại. Đánh giá về phút video Amazon sao lại có kỳ sĩ mặt nạ ăn thịt người. Đánh hy tạp lợi một mình đấu bối điểu, đánh an bội lạc tinh nhân. Ánh sáng chống bạo bối điểu kiếm trạm Ampra tinh nhân đây mẹ nó chỉ là một cái nhu nhược nhà khoa học trải qua Tra mần và nike diễn viên naomi sao anh lại biến thành hổ đánh lén a à, cổ như em biến thành kỵ sĩ mặt nạ thì thôi còn thích đàn ông là sao ngân hà ngươi bị nhiễm virus game hồng khải ngươi lại là người lãnh đạo dị ma thần chú nhân chú lại là amazon lại là bá kiếm vẫn là đức khải chú bận quá. Xoát đoan một tướng quân lên tiếng chính nghĩa. Hắn chính là triệu hoán giả thích hợp nhất với ta, cái tên phát tà này nhất định có thể thăng cấp ngục diện tu la. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương một. Ta hồng âm cũng xem mỹ nữ thế nào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Long Quốc, Ma Đô trời giữa trưa, mặt trời lên cao, Lâm Nam còn đang ngủ nướng. Mẹ thô bạo đẩy cửa phòng ra, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trong phòng, xua tan bóng tối trong phòng. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy, kéo rèm lại. Lâm Nam còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một tay kéo chăn lên đắp quá đỉnh đầu, tiếp tục ngủ. Giá trị tức giận của mẹ bùng nổ. Đi tới bên giường, xốc chăng lên, của trách lâm nam một trận. Đã sắp giữa trưa rồi, cậu còn ngủ. Tốt nghiệp bao nhiêu ngày rồi. Còn không ra ngoài tìm việc làm, cả ngày chỉ biết ngủ, nếu không chính là chơi điện thoại. Cùng một thế giới, cùng một người mẹ. Nói như vậy, cơ bản trên 90% mẹ đều nói qua. Mà âm quán nhỉ. Lâm Nam bị nói đến đau đầu. Được được được, tôi biết rồi, tôi lập tức trời giường, buổi chiều ra ngoài tìm việc được chưa ngươi nói a à, lập tức liền rời giường nhanh lên cho ta đứng lên bằng không ta thu thập ngươi mẹ lẩm bẩm rời khỏi phòng lâm nam nhưng thật ra không quên thuận tay đóng cửa lại Hồ lâm nam hít sâu thở dài một hơi anh nghĩ anh ta sẽ dậy sao no nói rời giường là có thể rời giường đó là thánh nhân anh kéo chăn đắp lại trên người sau đó cầm lấy điện thoại di động thanh niên bây giờ không ở trên giường chơi điện thoại di động đến cấp bách có thể rời giường vừa mở màn hình khóa điện thoại liền nghe thấy leng keng một cái phần mềm nhắc nhở hệ thống điện thoại di động đã cài đặt xong phần mềm cài đặt hoàn thành phần mềm gì tôi có cài phần mềm gì không cưỡng chế cài đặt phần mềm lưu manh đi lâm nam nhanh chóng lật đến trang cuối cùng của màn hình điện thoại di động thấy trên mặt bàn lại có thêm một phần mềm mình chưa từng nghe qua chia sẻ video ngắn cực nhanh đây là cái gì a à, cùng mổ âm giống nhau video ngắn phần mềm lâm nam vốn muốn xóa phần mềm mà xui quỷ khiến mở phần mềm ra ngay khi mở phần mềm màn hình điện thoại liền bắn ra một hình ảnh Chúc mừng ngươi được chọn chúng trở thành chia sẻ video ngắn phiên bản cực nhanh người sử dụng chỉ cần sử dụng phần mềm này xoát video ngắn là có thể đạt được tiền mặt lợi nhuận xoát càng nhiều lợi nhuận càng nhiều thỉnh tận tình xoát lên đi cùng lúc đó vô số thế giới nhiếp ảnh đặc biệt đã bắt đầu chấn động chỉ nửa giờ trước thôi trước mặt một số người đột nhiên xuất hiện một màn sáng trên màn sáng không có bất kỳ nội dung gì trống rỗng một mảnh khiến cho rất nhiều người tò mò thế giới quan ảnh khải giác mỹ chân triệu hồi toàn bộ thành viên một đội áo giáp vào trong căn cứ mọi người trải qua nghiên cứu của tôi phát hiện bức màn ánh sáng này hoàn toàn không có khối lượng cũng không có bất kỳ phản ứng năng lượng nào nó giống như không tồn tại rất kỳ quái viêm long khải giáp triệu hoán người dương nam nói ta vừa mới điều tra qua những màn sáng này chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy, vật này có thể hay không cùng ảnh giới có quan hệ. Quốc tử ca bắt miễu giận giữ đập bàn. Chết tiệt ảnh giới. Thật không biết bọn họ lại đang làm cái gì đồ chơi, liền không thể yên tĩnh yên tĩnh sao. Thời vương thế giới. Thường bàn trang ngô, người biến thân của kỳ sĩ mặt nạ, cũng đang hăng hái nghiên cứu màn sáng. Bất quá hắn đối với nghiên cứu sự thật này là không thành thạo. Nghiên cứu nửa ngày cũng không có kết quả gì chỉ có thể móc đầu vào màn sáng. Gết mặc dù cũng rất tò mò về màn sáng. Nhưng hắn cùng thường bàn trang ngô từ trước đến nay không đối phó. Nắm lấy cơ hội phải chăm chọc khiêu khích một phen. Hừ, phùng ma thời vương, đừng nghĩ, thứ này ngay cả chúng ta tương lai cũng chưa từng thấy qua, ngươi làm sao có thể nghiên cứu ra trò gì. Tinh vân M78, quốc gia của ánh sáng. Nếu bàn về khoa học kỹ thuật, còn phải nói về quan chi quốc dưới sự nghiên cứu của hikari nhà buôn vũ khí đầu tiên của xứ sở ánh sáng đã có chút manh mối đối với màn sáng lúc này đang hướng áo đặc chi phụ báo cáo tình huống báo cáo đại đội trưởng căn cứ chúng ta vũ trụ khoa học cục nghiên cứu phát hiện cái này mạng ánh sáng cùng vũ trụ khác có liên quan hẳn là đến từ vũ trụ khác lực lượng lực lượng vũ trụ khác sẽ tạo thành nguy hiểm cho chúng ta sao áo đặc chi phụ hỏi nói đến đây hikari do dự một chút tiếp tục nói nhưng cũng không loại trừ trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương vượt xa quan quốc chúng ta không thể kiểm tra được biết rồi vất vả cho con rồi hikari cha ô tơ gật đầu không nói thêm gì nữa hải tặc chiến đội thế giới hào khoái hồng nằm ở trên ghế nhàn nhã nghỉ ngơi đối với màn sáng trước mắt biểu hiện ra bộ dáng thờ ơ hào khoái phấn chạy đến hào khoái hồng bên người Thấy Hào Khoái Hồng vẻ mặt nhàn nhã, Oán Giận nói: "Cái này kỳ quái màn sáng vẫn đi theo chúng ta, ngươi một chút cũng không lo lắng sao?" Hào Khoái Hồng mở mí mắt, liếc mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của Hào Khoái, không nhanh không chậm nói: "Lo lắng cái gì?" Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn muốn đi theo liền để cho hắn đi theo, đợi đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ lộ ra mục đích, lo lắng hữu dụng sao? "Con người anh thật là Hào khoái phấn vi hào khoái hồng tiêu sái cảm thấy không nói gì. Lòng quốc. Lâm Nam nhìn thấy dòng chữ trả lại tiền mặt được nhắc nhở trên màn hình. Nhất thời hai mắt sáng ngời. Lướt video ngắn là có thể nhận được tiền mặt. Còn có chuyện tốt như vậy. Vậy còn do dự cái gì? Nhanh chóng trà lên. Lâm Nam nhảy qua phần mềm mở ra hình ảnh. Màn hình điện thoại di động lập tức tiến vào giao diện chính thức của phần mềm giao diện của phần mềm này không kém nhiều so với phần mềm âm thanh có chút like bình luận chia sẻ chia sẻ v v bất quá không thấy thanh tìm kiếm cũng không có sở thích lựa chọn lâm nam phỏng chừng mình có thể nhìn thấy video ngắn gì đó toàn bộ dựa vào phần mềm ngẫu nhiên đẩy mạnh không có cách nào quyết định bất quá hắn cũng không quan tâm dù sao lướt video ngắn là có thể có tiền Ai quan tâm video ngắn là gì chứ? Sau khi tiến vào phần mềm, video đầu tiên Lâm Nam lướt tới là một video mỹ nữ hóa trang. Mỹ nữ trong hình mặc một thân áo ngủ lông nhung, đeo kính rộng đen thật dày, buộc tóc đuôi ngựa. Có vẻ thập phần dí dỏm đáng yêu. Phối hợp với BGM sống động, cô đi đến sofa, ngửa người ra sau. Hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi. Một thân áo ngủ biến thành váy bó sát mông phối hợp với tơ đen trong suốt, giày cao gót, hơn nửa trang điểm cùng ngũ quan tinh xảo, quả thực qua tắt tới cực điểm. Cùng lúc đó, đoạn video lâm nam lướt đến cũng được đồng bộ hóa với tất cả các thế giới đặc biệt. Thế giới Kiva Hồng Âm cũng đang hẹn hò với nữ hoàng nha huyết quỷ. Video mỹ nữ đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của Hồng Âm. Video kích thích như vậy, nam nhân nào chịu được a? À? huống chi còn là phong lưu thành hình, thích hồng âm của mỹ nữ. Anh nhìn chầm chầm vào người đẹp trong video. Nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Sắc dạng bị chân dạ nhìn thấy. Chân dạ tức giận, trực tiếp tác một cái vào mặt hồng âm. 3. Tiếng bạc tai thanh thúy lanh lảnh. Trên mặt hồng âm cũng xuất hiện dấu bàn tay vô cùng rõ ràng. Sau đó, chân dạ nổi giận đùng đùng rời đi. Hãy để âm thanh đỏ ở đó. Hồng âm cũng âu mặt sưng đỏ, bước nhanh đuổi theo, không ngừng xin lỗi xin chân dạ tha thứ. Em sai rồi, không đúng, em không phải cố ý, cho em thêm một cơ hội, van cầu anh. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Eh ri cảnh cáo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio nữ nhân đang nổi giận, làm sao có thể nghe nam nhân giải thích. Chân dạ không nghe hồng âm giải thích, thậm chí cũng không quay đầu lại. Lúc này nếu phối hợp với một thủ tỷ chính là nữ vương, vậy thật sự tuyệt. Mộng bị tư thế giới Tiểu mộng đơn thuần vừa nhìn thấy nội dung trong video, lập tức sợ tới đỏ mặt. Ngay cả trên đỉnh đầu cũng mơ hồ toát ra hơi nước. Đồng đội chim gáy giót giờ đùa dẫn tiểu mộng. Tương lai, sao cậu lại đỏ mặt dễ dàng như vậy, chẳng lẽ cậu còn là một cậu bé ngây thơ chưa từng yêu đương sao? Ta! Tiểu mộng xấu hổ cúi đầu. Hắn mới chỉ là một tiểu nam hài hơn 6.000 tuổi. Loại chuyện yêu đương này, cách hắn còn quá xa. Lâm Nam xem xong video thứ nhất, lập tức mở ra giao diện. Phát hiện bên trong số dư có 50 đồng. Mới xem một video đã có 50 đồng. Nhiều như vậy. Sẽ không phải là phần mềm lừa đảo chứ. Thời gian để xem một video grocer không quá 15 giây. Ngắn ngủn 15 giây, kiếm được 50 đồng. Đổi lại. Một phút chính là 200 đồng. Một giờ chính là 1 vạn 2. Một ngày chính là 28 vạn. Thu nhập mỗi ngày 28 vạn 8. Chuyện kích thích như vậy, 5 năm trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ lại biến thành hiện thực bình tĩnh. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Số dư này nói không chừng chỉ là bày ra xem mà thôi, tự như liệu giao, bố trí một đống điều kiện rút tiền, khiến người ta vĩnh viễn không rút được, tôi phải thử xem có thể rút tiền thật hay không. Ông tâm tình thử một lần, lâm năm nhấp vào nút rút tiền. Vốn tưởng rằng sẽ bật ra khung thông tin, để cho mình điền tên thẻ ngân hàng, số điện thoại, v.v. Tuy nhiên, những thứ này hết thảy không có. Số dư về không. Ngân hàng Long Quốc. Số cuối 1234 đến tài khoản 50 tệ, số dư. 1438, xem thông tin tài khoản ngân hàng 5 năm quả thực không thể tin được. Anh ta thậm chí còn không điền số thẻ ngân hàng. Phần mềm rút tiền mặt là có thể trực tiếp chuyển tiền vào thẻ ngân hàng. Đây đã không phải là thần kỳ bình thường. Thật sự có thể nói ra vậy tôi phát tài rồi lướt video lướt video lâm nam cao hứng bừng bừng tiếp tục quét video sau khi lướt qua ba cái video mỹ nữ lâm nam rốt cục soát được một cái không giống nhau tiêu đề là tương nguyên long cảnh cáo bản thân lâm nam là một fan hâm mộ đặc biệt anh ấy rất thích loại video đặc biệt này liền chuyên tâm nhìn đây là video clip ngay từ đầu là trận chiến đầu tiên của mộng bị áo tư ung tra mần. Một cuộc chiến tranh lớn trong thành phố với con quái vật cắt sắt vũ trụ Imperial Nojo, kết quả là thành phố bị tàn phá nghiêm trọng và bị tàn phá. Sau khi thắng lợi, mộng bị ưu tư không cảm thấy có vấn đề gì, còn thẳng lưng dương dương tự đắc. Tự hào khi đánh bại quái vật tiếp theo chính là tương nguyên long đứng ở trên sân thượng, đối với mộng bị ưu tư tức giận phun ra tràn diện. Ngu ngốc! đó là phương thức chiến đấu thối nát gì a à? nhìn chung quanh ngươi xem. Ngươi như vậy cũng coi là ung tra mần sao. Ngươi rốt cuộc bảo vệ cái gì? Video không kết thúc ở đó. Sau đó, trong hình lại xuất hiện trường hợp Âu Bố Ung Tra Mần biến thân thành hình thái ám diệu chiến đấu với ma cách đại xà. Ám diệu Âu Bố đem tòa nhà làm vũ khí, ném về phía ma cách đại xà, đối với ma cách đại xà đánh ra thành tấn thương tổn. Tương Nguyên Long cảnh cáo Lo dinh. Âu bố nằm thương, cũng bị tương nguyên long mắng một trận. Sau đó là Dark của Inna, Hikari của Baba Saman, Seven ảo tưởng của Ediri, bơ thờ của Jarab Saman. Toàn bộ bị tương nguyên long mắng chửi một lần dưới sự cắt nối biên tập của chủ Weibo. Mộng bỉ tư thế giới. Tương nguyên long nhân choáng váng. Hắn vốn tưởng rằng nội dung trong màn sáng chính là ngắm mỹ nữ, còn định thưởng thức thật tốt không nghĩ tới đột nhiên phong cách chuyển biến lại có quan hệ với mình không đúng mười hai phần không thích hợp long ngươi còn rất dũng a à, nhiều như vậy ung um tra mần đều bị ngươi mắng qua ngươi thật lợi hại bất quá rốt cuộc là khích lệ hay là nói móc vậy cũng chỉ có chính hắn biết tương nguyên long vội vàng đứng lên giải thích đây không phải là bịa đặt sao ta lúc nào mắng nhiều ung um tra mần như vậy đừng phỉ bán ta. Không liên quan tới ta. Ta mắng rõ ràng cũng chỉ có một mình mộng bỉ tư mà thôi. Đồng thời, tương nguyên lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Hoàn hảo hoàn hảo. Cũng may ung tra mần đều là hóa thân của quan minh chính nghĩa, sẽ không làm sát người vô tội. Nếu đổi thành người vũ trụ khác. Mình sợ không phải muốn lành lạnh. Thế giới xê vân. Các tinh đoàn cũng trợn tròn mắt. Bởi vì trong video có cảnh tượng vọng tưởng Sewin phá hư thành phố. Nhưng hắn một chút cũng không nhớ ra mình đã từng làm loại chuyện này. Chẳng lẽ Seven cũng giống như những người ngoài hành tinh khác, cũng là người ngoài hành tinh tạ ác vọng tưởng phá hoại thế giới sao? Chưa Tinh đoàn làm người biến thân của Sewin mừng gấp đến độ chửi má nó. Vội vàng giải thích với mọi người. Seven mừng một lòng bảo vệ thế giới, bảo vệ nhân loại, là chính nghĩa hóa thân làm sao có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy? Thế giới Obu Hồng Khải có chút xấu hổ. Bởi vì hắn chính là Âu Bố Ung Tra Mần biến thân giả dùng lậu đập quái thú. Lúc ấy hắn bị vị đại nhân kia lực lượng ảnh hưởng, không cách nào khống chế chính mình hắc ám lực lượng, cho nên mới làm ra như vậy điên cuồng hành động. Sau đó cũng rất hối hận. Không ngờ lại có người bới ra lịch sử đen tối của mình. Hơn nữa còn thả ra đây không phải là muốn hắn xả chết sao già cổ lạp tư già cổ lạp mặc một thân âu phục màu đen âm khí âm u không biết từ nơi nào chui ra đối với hồng khải chính là trào phúng một trận khải nguyên lai like đây chính là phương thức chiến đấu của chiến sĩ áo đặc a ta học được rồi về sau ta chiến đấu cứ như vậy làm lúc trước ở vương lập hành tinh già dạ nông già cổ lạp vì bình ổn chiến tranh tự tay chặt đứt sinh mệnh chi thụ mặc dù kết thúc chiến tranh thành công và bảo vệ hành tinh Ganon của Vương Lập. Nhưng cũng làm cho Vương Lập hành tinh già nông mất đi tín ngưỡng sinh mệnh chi thụ. Vì thế, bức thư chim chóc nhân gian của Dana Tra Mần còn trách cứ già cổ lập, Nói rằng đó không phải là cách chiến đấu của các chiến binh ốt. Khi đó Hồng Khải Thân là bạn tốt không chỉ không giúp già cổ lạp, ngược lại còn giúp phi điểu tính chỉ trích già cổ lập, Làm cho già cổ lập tức giận. Bây giờ, Gagarua cuối cùng cũng có thể trả lại câu nói đó cho rét trai. Coi như là báo thù lúc trước. Người tên gia hỏa này. Hồng Khải thẹn quá hóa giận. Hai người đánh nhau, lại một lần nữa yêu nhau giết nhau. Đương nhiên, hai người cũng không nở hạ tử thủ, cũng chỉ đùa giỡn mà thôi. Thế giới gai ung tra mừng. Tá tá một sau khi xem xong video, phát ra cảm khái. Ta cảm thấy cái này video bên trong, hẳn là đem gai ung tra mần cùng a cổ như ung tra mần ra sân rơi xuống đất tràn cảnh cũng cho thêm vào cái kia hai ung tra mần mỗi lần ra sân rơi xuống đất đều biến thành cùng đồng đất giống nhau núi cao làm người biến thân của cái á ta vừa nghe lúc ấy liền không vui đây cũng là chuyện không có biện pháp a à, thể trọng ung tra mần quá lớn căn bản không khống chế được ta mơ ta nói ung tra mần đây ngươi gấp cái gì Chính giống như ngươi là ung tra mần vậy tá tá một đôn nghi hoặc nhìn núi cao ta mộng. Nàng cảm giác hôm nay núi cao ta mộng giống như cùng bình thường không giống nhau lắm. Cao sơn ta mộng lúc này còn không muốn để cho thân phận của mình bại lộ, lập tức tìm lý do cho mình. Không phải không phải, ta đương nhiên không có khả năng là ung tra mần, chẳng qua ngươi lời này có vấn đề, ta căn cứ nghiêm cẩn khoa học thái độ, phải uống nắng ngươi một chút. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 03 Có ít người không nở cưỡi xe, bị đừng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thế giới Galaxy Galaxy sờ Transform Auditorium Lai đang xem video cùng với con búp bê Spark mà Ultramen đã biến thành. Nhìn thấy Ultramen bị mắng, Tyro tức giận không thôi. Hội trường phẫn nộ nói. Cũng may, chỗ tôi chiến đấu đều ở phía sau núi, sẽ không tạo thành phá hư thành phố, nhìn như vậy, có vẻ cũng không tệ lắm. Lễ đường có danh xưng chiến thần phía sau núi chỉ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chuyện hắn hiện tại cảm thấy may mắn, không bao lâu nữa sẽ làm cho hắn xấu hổ. Thời vương thế giới Ui, những ung tra mần này là cái gì? Có liên quan gì đến kỵ sĩ mặt nạ không? Gặp chuyện không quyết, hỏi ốc tư trước đây là thói quen mà thường bàn trang ngô hiện tại dưỡng thành phàm là gặp phải những thứ không quen biết trước tiên hỏi người đàn ông cầm kịch bản trong tay một câu chắc chắn không sai ốc tư hơi không lưng hành lễ với thường bàn trang ngô ma vương đại nhân thứ cho ta vô năng cái này gọi là ung tra mần gì đó ta cũng chưa từng thấy qua không biết bọn họ là cái gì thật là làm cho người ta tò mò a à, không biết có thể đem bọn họ biến thành mặt đồng hồ hay không trong ánh mắt thường bàn trang ngô nhìn chầm chầm màn hình, để lộ ra một chút chờ mong. Xem xong video, Lâm Nam tiếp tục lật xuống. Không đến hai cái, lại lật đến một đoạn video đặc biệt. Lần này là hiệp sĩ mặt nạ. Tiêu đề là phản ứng của người bình thường khi lấy được ổ đĩa kỵ sĩ. Nội dung là kỵ sĩ mặt nạ khải vũ biến thân giả các dịp hạo sau khi lấy được động cơ chiến cực, làm một ít chuyện ngu ngốc. Bao gồm đêm khuya khoắt ở nhà không ngừng sử dụng động cơ chiến cực biến thân, tự hỏi lúc biến thân nên dùng tư thế biến thân như thế nào mới tương đối đẹp trai. Có người đứng, có người ngồi, có người ngồi xổm, có người xoay lộn xộn. Nhìn qua muốn bao nhiêu ngốc có bấy nhiêu ngốc. Âm thanh biến thân phát ra khi biến thân làm cho tỷ tỷ sát vách ngủ không yên. Thẳng đến khi tỷ tỷ thật sự chịu không nổi, đối với các dịp hạo phát ra trống giận rít gào, để cho các dịp hạo ngủ các dịp hạo mới thôi chưa xong đâu ngày hôm sau khi các dịp hạo thái kiên chức làm công lại lấy động cơ chiến cực ra biến thân tùy ý lạm dụng lực lượng kỳ sĩ mặt nạ nhưng cuối cùng lại làm cho mọi chuyện rối tung lên biến thân đi xe máy đưa đồ ăn bên ngoài xe máy có rèm chắn gió phía sau thay đổi thiết giáp trên người quá nặng ngồi không vào được hắn cứng rắn chen vào làm cho xe máy bị lật đồ ăn bên ngoài rơi đầy đất Công trường quét tường, hắn biến thân thành kỵ sĩ mặt giả, xách theo hai thùng sơn nhảy lên cao 10 mét, nhảy quá cao, không khống chế được, rời xuống đất trực tiếp đập ngã giá tay chân công trường. Làm hại tất cả mọi người từ trên giá chân rơi xuống, sơn cũng hắt lên người mọi người. Đây cũng là khởi đầu của các dịp hạo được người ta gọi là ngốc chanh. Tập đoàn Quốc Tri Ngô Đảo Quý Hổ cũng nhìn thấy nội dung trong video bộ dáng ngốc nghếch của các diệp hạo khiến hắn bắt đầu hối hận quyết định của mình. Tên ngu ngốc này. Động cơ chiến cực dùng như vậy sao? Động cơ chiến cực rơi vào tay hắn chính là sai lầm. Ổ để chiến cực được ngô đảo quý hổ coi là cứu tinh cứu vớt thế giới. Là thứ hắn coi trọng nhất. Các diệp hạo thái cư nhiên lấy động cơ chiến cực làm chuyện nhàm chán như vậy, còn làm không tốt, làm cho hắn không có cách nào không tức giận. Đây là đang làm mất mặt tập đoàn cây thế giới của hắn. Bên kia, đối thủ cũ của các dịp hạo sau khi nhìn thấy nội dung trong video, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Người bên cạnh cũng không dám tới gần. Hắn từng nhiều lần bại dưới tay các dịp hạo. Ngay cả người ngu ngốc như vậy cũng đánh không lại. Điều này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi, mình có phải so với các dịp hạo còn ngốc hơn hay không? Nếu không, làm sao có thể không phải là đối thủ của các Diệp Hạo. Các Diệp Hạo gia. Các Diệp Hạo và các Diệp Tinh hai người đều có chút trầm mặt. Các Diệp Tinh không nghĩ tới đệ đệ của mình lại ngốc như vậy. Nàng vẫn biết các Diệp Hạo đầu óc không tốt lắm. Vốn tưởng rằng là tương đối đơn giản. Bây giờ nhìn xem, chính là đơn thuần ngốc. Hai người đều trầm mặt. Không biết nên mở miệng như thế nào. Các Diệp Hạo xấu hổ muốn tìm một cái khe chui vào. Phai giết thế giới ảnh đế thảo gia nhìn thấy các diệp hạo cư nhiên có thể tùy ý sử dụng động cơ chiến cực, còn đem thứ này lấy ra làm việc vặt đưa đồ ăn bên ngoài. Hâm mộ đến mức người ta tê dại. Các ổ đĩa cây xa của Grab Plus chỉ có thể được sử dụng bởi những người có yếu tố of Heno mạnh. Nếu điều kiện sử dụng không được đáp ứng, không phát huy được sức mạnh của động cơ cây xa thì không nói. Sau khi giải trừ biến, còn có thể sa hóa tử vong kusuga không phải là một ophenol mà là một con người với một yếu tố ophenol mạnh mẽ hắn mặc dù có thể sử dụng động cơ cây xa biến thân nhưng nhân tố áo phỉ nặc trên người sẽ bị động cơ cây xa dần dần tiêu hao hết khi yếu tố ophenol trong cơ thể giảm xuống một mức độ nhất định như thường sẽ có nguy cơ sa hóa tử vong gần đây thảo gia phát hiện trên người mình đã dần dần có dấu hiệu sa hóa Điều đó có nghĩa là anh ta phải kiềm chế bản thân và không thể sử dụng ổ đĩa cây xa theo ý muốn nữa. Nếu không nhất định sẽ chết. Thảo gia có thể nhìn ra được, các dịp hạo sử dụng ổ đĩa chiến cực cũng là một loại ổ đĩa kỳ sĩ. Cũng là kỳ sĩ mặt nạ. Cây xa dùng cỏ để khởi động. Mà động cơ kỳ sĩ các dịp hạo thái lại không có hạn chế sử dụng, tùy tiện là có thể dùng. So sánh như vậy. Thảo gia thiếu chút nữa bực bội muốn chết dùng một câu thịnh hành trên mạng để hình dung có lúc này là thích hợp nhất. Bạn không nở đi xe đạp, người ta đứng lên đạp, còn không bôi dầu bôi trơn, lái xe bạo lực. Nếu không là không biết các diệp hạo ở đâu. Thảo gia thật muốn tiến lên cướp lấy động cơ chiến cực của các diệp hạo. Thế giới máy móc cũ. Giới thiệu bạc tiến với tư cách là kỵ sĩ mặt nạ từng tiếp xúc với các diệp hạo trong phiên bản liên động của rạp hát. Chỉ bất quá hắn tiếp xúc các diệp hạo, là các diệp hạo đã ăn xong hoàng kim quả, trở thành vũ trụ chi thần. Sức chiến đấu cùng bức cách đều cao một nhóm. Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của chanh lại nghĩ đến phong cách cao cấp của chanh thần. Bà tiếng chi giới nhịn không được bật cười. Ha ha, vị thần kia thì ra khôi hại như vậy, ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn rất lợi hại. Thi đảo vụ tử bên cạnh nhìn không được trợn trắng mắt. Thôi đi, anh cảm thấy anh có thể khá hơn ở chỗ nào thế giới quan ảnh khải giác mỹ chân quét mắt nhìn mọi người một vòng nghiêm túc nói các ngươi hẳn là chưa từng làm qua chuyện ngu ngốc như vậy đi không có không có khẳng định không có dối gian dân chủ lời xoen xoét nói đùa đừng nói chưa từng làm cho dù làm cũng không thể thừa nhận a à. tai sâu chết rồi xây dựng thế giới vạn trượng long ngã đồng sinh chiến thỏ hai người ở trong kịch bản liên động với s Ed cũng từng có tiếp xúc ngắn ngủi với các dịp hạo sau khi thành thần. Lúc ấy các dịp hạo còn giúp bọn họ tìm được thiết bị kết nối hai thế giới. Trong ấn tượng của hai người, các dịp hạo là một tiền bối phi thường đáng tin cậy, rất lợi hại, đáng tin cậy. Không nghĩ tới đối phương mới vừa trở thành kỳ sĩ mặt nạ, cư nhiên cũng ngốc như vậy. Vạn trường, ta thấy hạo thái bộ dáng không thông minh lắm, nhanh không kém ngươi nhiều lắm. Đúng vậy. Chờ một chút có phải anh nói tôi ngốc không vạn trượng long ta theo bản năng đáp một tiếng nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp đối phương rõ ràng là đang mắng mình mình còn muốn đáp ứng làm gì vạn trượng long ta vừa muốn tức giận đồng sinh chiến thỏ một phen khoác lên vai vạn trượng long ta cười nói không có việc gì không có việc gì tuy rằng ngươi ngốc nhưng là ngươi thiện lương a à, cái này không phải rất tốt sao đúng vậy ta là một người rất thiện lương, cảm ơn ngươi khích lệ. Vạn trượng long ta ngượng ngùng sờ sờ gáy. Tuy rằng cảm giác chỗ nào lạ lạ, nhưng được người ta khen thiện lương, vẫn có chút vui vẻ khó hiểu. Ai? Đồng sinh chiến thỏ thở vào một hơi. Chỉ số thông minh. Hết thuốc chữa rồi. Chính mình đem hắn bán, hắn còn phải giúp mình đếm tiền. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 04. Ốc Bác Đại Mỹ Đức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lâm Nam lại trà xuống. Lúc này lướt ra chính là một video có tiêu đề là 8 đức tính tốt của áo đặc. Còn phối hợp với một GM vô cùng tích cực. 1. Nền văn minh. Ba ba nhỉ. Ngươi là đồ chó tạp chủng. Ô thơ hai, Messi. Edman xoa tay bác phân quan luân, trực tiếp đem bác phân quan luân tạo hình cư điện dán lên mặt Yoda. Ô tôm ba, dũng cảm. Mộng bị tư ung tra mần dùng phi đá bình thường cứng trắng tiếp nhận tất sát leo ung tra mần. Kết quả bị leo đá một cước đá nổ tung, biến trở về nhân gian thể, gian nan bò sát trên mặt đất. Suýt nữa thì bị leo đá chết. Otterviver 4, Trung thực Trong truyền thuyết siêu ngân hà phiên bản rạp hát Otter cha chất vấn Belia Ngươi đã mất đi Otter chiến sĩ tinh thần sao? Belia thành thật trả lời Cái gì chó má Otter chiến sĩ tinh thần? Cái kia đồ chơi lão tử mấy vạn năm trước liền mất rồi Ultra Viter 5, đoàn kết S Ultra mừng vẻ mặt sát khí Các ca ca Hiện tại tình huống khẩn cấp. Chúng ta đem phản đồ Astra cho giết đi. Ultra Vital Six, cố lên. Vọng tưởng Sewin bị oán niệm của một đứa trẻ khống chế. Kiên trì không ngừng đuổi theo một băng đảng đua xe trong thành phố. Thủ lĩnh đảng đua xe bị vọng tưởng Sewin đuổi đến phát điên, tức giận phun ra vọng tưởng Sewin. Sewin còn đang đuổi theo tôi. Con mẹ nó. Áo đặc đức hạnh thất, hiếu thuận. Sống sung kích chữ thập. Đại hiếu tử Tiệp Đức ung tra mần phóng thích tất sát kỹ với cha ruột Belia, hoàn toàn đánh bại Belia. Thề sẽ biến mình thành một đứa trẻ mồ côi chân chính. Tiệp Đức Belia không cam lòng gọi tên giác khi vụ nổ xảy ra. Sau khi xong việc, Tiệp Đức bi thương nói lời tạm biệt cuối cùng với Belia. Tạm biệt, phụ thân. Thật sự là hiếu tử Belia. Ốc vai tờ 8, khen ngợi. Trong hình ảnh có bối lão bạch còn chưa biến thành bối lão hắc, Torrechia không bị hỗn độn tà thần ký sinh, cùng với bốn người Tyro và Yofi bị thương. Nhìn thấy tá phỉ đã thành chiến công hiển hách, ngực khắc đầy huân chương ưu tú chiến sĩ. Bối lão bạch không nhìn được trào phúng. Em còn có dấu hiệu ngôi sao, tá phỉ, em có tiền đồ rồi. Tinh vân M78, quốc gia của ánh sáng. Lúc này còn bị giam giữ ở vũ trụ ngục giam Belia, nhìn thấy trong video chính mình bị tiệp đức xử lý cả người đều không tốt đáng chết ta lại bị người giết chết người kia là ai lại gọi ta là phụ thân chẳng lẽ hắn là nhi tử của ta ta bị con ta giết chết hoang đường quả thực hoang đường đến cực điểm làm sao có thể có loại chuyện này ta không có khả năng có nhi tử càng không có khả năng bị nhi tử của mình giết chết À, một đời kiêu hùng bối lão hát không thể chấp nhận sự thật mình bị con mình giết chết. Điên cuồng trong nhà tù vũ trụ không đợi hắn phát điên bao lâu. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy hình ảnh bối lão bạch khích lệ, tá phỉ. Điều này làm cho vẻ mặt Belia bối rối. Chờ một chút, người kia, là ta còn chưa trở thành lôi áo ni khắc tư. Ta khi nào thì nói như vậy với tá phỉ. Ta như thế nào không nhớ rõ. Là ta mất trí nhớ hay là đã xảy ra chuyện gì ta không biết. Khả nghi, rất khả nghi, để tôi xem lại. Bối lão hắc không để ý phát điên. Hắn muốn nhìn xem, kế tiếp còn có thể có như thế nào kỳ quái video. Vùng đất của ánh sáng. Quảng trường ốt tơ. Mỗi một cái ung tra đức tính đi ra, đều sẽ dẫn phát rất nhiều ung tra mần trẻ tuổi xôn xao. Nền văn minh. Leo đại nhân nói tục như thế nào? leo đại nhân thật là chân tình hắn mắng người hành tinh ba ba hẳn là không sao chứ tuy rằng không văn minh nhưng nghe thật đáng nghiêng ba ba nhỉ ngươi là đồ chó tạp chủng một số ung tra mần trẻ tuổi thậm chí còn bị nhiễm bệnh lặp lại những gì leo nói khoan dung thì ra tám phân quan luân còn có thể dùng như vậy đem tám phân quan luân duy trì ở trong tay trở thành cưa điện vũ khí hồ địch nhân một mặt đánh ra cao bạo phát thương tổn a sơ đại nhân thật không hổ là pháp vương một chiêu này ta học được lần sau gặp địch nhân ta cứ như vậy làm dáng đối phương một mặt ta xem là đối phương da mặt dày hay là ta cưa cứ điện cứng có nên nói hay không chiêu này thật đẹp trai các ngươi không cảm thấy chiêu này quá tàn nhẫn sao tàn nhẫn tàn nhẫn với kẻ địch mới là nhân từ với mình em có hiểu không không hiểu thì qua một bên dũng cảm. Leo Đại Nhân, Leo Phi đá thật mạnh, có thể đánh bại mộng bỉ tư trong nháy mắt. Leo Đại Nhân chính là chiến sĩ áo đặc có trình độ thể thuật đệ nhất quan chi quốc chúng ta, mộng bỉ tư cũng dám cứng rắn tiếp Leo Đại Nhân, hắn thật sự rất dũng cảm, bội phục. Nếu đổi lại là ta, phóng chừng đã sớm trốn, làm sao còn dám cứng rắn tiếp, mộng bỉ ưu tư quả thật dũng cảm. Anh ấy là ung tra mần dũng cảm nhất xứ sở ánh sáng người vô tri không sợ a à. phàm là người biết leo đá ai dám cứng rắn tiếp nhận cũng liền mơ thấy tên ngốc ưu tư này nếu không làm sao nói hắn dũng cảm được đối với mộng bỉ tư un tra mần của quan quốc đưa ra đánh giá nhất trí dám cứng rắn tiếp lôi âu phi đá hắn có thể được gọi là áo đặc đệ nhất dũng sĩ đoàn kết tại sao aser đại nhân lại muốn giết astra chẳng lẽ là có chuyện gì chúng ta không biết Astra là ai? Nghe tên hình như có chút quen thuộc, không nhớ ra. Là em trai của Leo Đại Nhân, cũng là một ung tra mận đến từ tinh vân L77, bất quá bình thường hắn không ở trong Quan quốc, không biết hắn rất bình thường. Thì ra là hắn. Tôi ngửi thấy mùi âm mưu. Cho dù không phải ung tra mận sinh ra và lớn lên ở tinh vân M78 của chúng ta, cũng không đến mức giết hắn, quá qua loa. Hiếu Thảo ung tra mần tên tiệp đức kia là ai các ngươi có ai nghe nói qua không không biết cái này ta thật sự chưa từng nghe nói qua nhưng hình như hắn là con trai của belia khi nào thì belia sinh con trai không biết chẳng lẽ là trốn ở địa phương nào sợ bị người phát hiện thật đáng buồn là belia lại chết dưới tay con trai mình hắn tự tay giết phụ thân mình vì sao còn có thể được xưng là hiếu thuận hắn đều đem phụ thân mình cho hiếu chết ngươi chẳng lẽ không nhìn ra mỹ đức nơi này đều là trái ngược sao ngu ngốc thì ra là thế nhìn như vậy hắn thật sự rất hiếu thuận belia bị con trai mình giết chết thật là sảng khoái a à, tốt rất tốt mắt thấy các ung tra mần trẻ tuổi thảo luận càng ngày càng kịch liệt phụ thân áo đặc không thể không đứng ra khống chế yên tĩnh các vị xin yên tĩnh một chút ở xứ sở ánh sáng cha của ô tơ rất có uy tín hắn vừa mở miệng không ai dám nghị luận nữa tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe lời dạy của cha ô tơ các vị vừa rồi trong video nội dung có một ít là thật nhưng là bị người cắt câu lấy nghĩa sinh ra hiểu lầm có một ít ngay cả ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra mời mọi người lý trí ăn dưa không nên quá đem trong video nội dung thật sự trước mặt mỗi người đều có ánh sáng Hắn không muốn cho các ung tra mần trẻ tuổi nhìn cũng không được cũng chỉ có thể khuyên mọi người lý trí ăn dưa tránh bị dẫn dắt sai bởi nội dung trong video bên kia ngải tư ung tra mần vỗ vỗ vai mộng bị ưu tư cười nói tiểu mộng a à, ngươi thật sự dũng cảm ngay cả ta cũng không dám tiếp leo phi đá ngươi lại dám cứng rắn tiếp ngươi lợi hại hơn ta lúc trước ở leo huynh đệ cùng áo đặt huynh đệ hỗn chiến Leo từng sử dụng tất sát kỹ với Acer. Nhưng Acer không có cái đầu sắt như mộng bỉ tư. Hắn trước tiên liền lựa chọn lăn lộn tránh né. Tránh né công kích của Leo. Lúc này mới tránh khỏi vận mệnh bị Leo đá đánh bại. Nếu lúc ấy hắn không trốn, cùng Leo phi đá thét cứng. Hiện tại người dũng cảm trong video rất có thể chính là Acer. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 05 Acer, người cái suy tử, bác đại Mỹ Đức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nhắc tới chuyện này, mộng bị tư thiếu chút nữa khóc Vẻ mặt buồn khổ Ngãi tư ca ca, ta lúc ấy thật không nghĩ tới leo ca ca lại hạ tay tàn nhẫn như vậy a. À. ta cho rằng hắn sẽ thu tay lại, không nghĩ tới trực tiếp hạ tử thủ Ha 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 những người khác cười to một trận. Ngôi sao của nhà vua. Anh em nhà Leo cũng đang xem video cùng nhau. Hai người bọn họ nhận được ủy thác của Tái La, hỗ trợ huấn luyện Tái La, giáo huấn thiếu niên kiệt ngạo bất tuân này. Cho nên bình thường cơ bản không ở quan chi quốc, đều ở quốc vương tinh, thường làm bạn bên cạnh áo đặc chi vương. Phía trước hai người, Tái La mặc áo giáp huấn luyện nặng nề đang ngồi nghỉ ngơi. Ca, ngươi đối với mộng bị ưu tư thật đúng là hạ tử thủ a cũng không sợ đem mộng bị ưu tư cho đá chết ta vốn chỉ là muốn dùng leo phi đá nhắc nhở hắn hảo hảo huấn luyện thể lực hảo ứng đối với người hành tinh draper nào ngờ hắn đi lên liền theo ta đối đá một chút cũng không sợ nếu không là ta thời điểm cuối cùng thu lực có thể thật một cước đem hắn cho đá nổ nhắc tới chuyện này leo đến bây giờ cũng nghĩ mà sợ toàn bộ vũ trụ ai không biết leo phi đá uy danh ngay cả ngải tư cũng không dám cứng rắn chống lại leo đá. Mộng bỉ tư dám cứng đầu như vậy, liều mạng với hắn. Lúc ấy chỉnh đến hắn hoảng hốt một nhóm. Sợ đá chết mộng bỉ tư. Cũng may mộng so với ưu tư có nhân vật chính quan hoàng thêm vào, mới không có việc gì. Nếu không, mộng bỉ ưu tư đều có thể bị hắn một cước đá ra đại kết cục. Năm 2068, Vườn Thế Giới lão ma vương một mình cô độc nhìn nội dung video trong màn sáng. Hắn không có hứng thú gì khác. Chỉ cảm thấy thú vị với cú đá của Leo và Mộng Bỉ Tư. Kỹ năng phi đá của Ung Tra Mần sao? Không biết so với kỵ sĩ của ta, ai mạnh ai yếu, nếu có thể, thật đúng là muốn giao thủ với Ung Tra Mần thử xem. Hắn đã vô địch trong thế giới kỵ sĩ. Có thể nói là người đàn ông đứng trên trần nhà. Nếu muốn giao thủ với địch nhân cường đại hơn cũng chỉ có thể đi thế giới khác tìm kiếm mục tiêu. Thế giới Jesta Phục tỉnh ra ca vốn là dùng tâm tính chê cười để xem những cái gọi là đức tính tốt đẹp của áo đặc này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự hiếu thảo của điều thứ bảy của ô tôm, Dieter đã bắn Belia bằng sóng xung kích chéo. Hắn tại chỗ kéo căng không được, triệt để phá phòng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? điều này sao có thể beria đại nhân là vô địch là tồn tại cường đại nhất hắn làm sao có thể bại hắn làm sao có thể bại hắn không thể bại càng không thể bại ở trên tay tiệp đức phẩm chất thất bại này ta không tin ta không tin a à, phục tỉnh ra ca là người ủng hộ kiên định nhất của belia trong kịch bản gốc của tiệp đức cho dù hắn bị belia đánh lén cũng phải móc hầu bao cũng trung trinh với Belia. Thậm chí cuối cùng còn vì giúp Belia đối phó tái la mà trả giá tánh mạng. Có thể nói là phan não tàn số một của Belia. Phục tỉnh ra ca không thể chấp nhận thất bại của Belia. Rơi vào điên cuồng. Lấy ra di tơ thăng hoa và sử dụng viên nan quái vật để biến thành Pedanicho, tàn phá thành phố. Tiệp Đức. Cút ra đây cho tôi. Tiệp Đức. Anh mau cút ra đây cho tôi ta muốn giết ngươi. Ta quyết không cho phép kế hoạch của Belia đại nhân thất bại. Tiệp Đức Lúc này, trong tinh vân trang, Tiểu Lục, Bội Gia, Điểu Vũ Lai diệt ba người đang cùng nhau vui vẻ lướt video. Phục tỉnh xuất ca đột nhiên nổi điên, ngược lại làm cho mấy người có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Phục tỉnh ra ca đột nhiên nổi điên cái gì? Thật sự là không cho người ta yên tĩnh sống yên ổn. Đừng quan tâm mấy chuyện này, tiểu lục, biến thân đi ngăn cản phục tỉnh ra ca được dưới sự thúc giục của lông chim tiểu lục lấy ra máy thăng hoa tiệp đức sử dụng viên nang ung tra và viên nang belia biến thân thành hình thái nguyên thủy của tiệp đức ung tra đánh nhau với phục tỉnh ra ca thế giới zeta diêu huy cùng trạch tháp hai người núp ở trong góc kho quân giới len lén xem video như vậy thuận tiện cho hai người giao tiếp khi xem video không bị người khác phát hiện dê ta, chúng ta quan chi quốc, là cái đứng đắn tổ chức ha. Vì cái gì những Mỹ Đức này? Ân. Ừ. Nhìn như vậy trừ tượng đâu? Diêu Huy suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra một từ thích hợp để hình dung, chỉ có thể dùng trừ tượng để hình dung. Ngươi đừng bị những video này nói dối, quan chi quốc chúng ta tuyệt đối là chính nghĩa, quan minh, đặc biệt là ngải tư đại nhân, lúc trước hắn đem ta từ trên chiến trường mang về, dốc lòng dạy dỗ ta để tránh cho Diêu Huy hiểu lầm. Trạch tháp giống như bị dẫm lên đuôi, vội vàng giải thích với Diêu Huy. Đặc biệt là Acer. Vị đại nhân này tính tình rất nóng nảy. Vạn nhất Diêu Huy chọc giận ngãi tư. Đến lúc đó ăn tám phân quan luôn, thì có thể là hắn. Sau khi video kết thúc, đang lúc tất cả mọi người cho rằng Lâm Nam sẽ trực tiến vào cái tiếp theo video lúc. Lâm Nam lại bất ngờ mở khu bình luận. Đồng thời, Nội dung trong khu bình luận cũng chia sẻ vào giao diện video của mọi người. Acer nên tự kiểm điểm lại xem tại sao mình lại xuất hiện hai lần, đều giống như số lần nhân vật phản diện Belia. Tám đức tính tốt có thể là tất cả Acer nếu được phép. Dũng cảm Luận dũng cảm ai dám so với tiểu kim kiếm? Mộng so với ưu tư vẫn là yếu hơn A. Yoro Belia, tôi có tiền đồ hay không không quan trọng. Thấy người sừng dài bên cạnh tôi không? Nó là con trai của Ken và Mary. Anh có thấy nó nổi giận không? Yofi. Lão lục. Anh bán tôi. Nhân từ nên thả danh ngôn chí lý của Acer, siêu thú sẽ không đau. Belia. Con trai, con thật sự hiếu chết mẹ rồi. Nội dung trong khu bình luận thậm chí còn đặc sắc hơn cả video. Tinh vân M78. Tiền đồ sa phúc lâm đại nhân trêu ghẹo nói. Ê hey bình luận khu người trong nói, này tám đại Mỹ Đức, người có thể một người toàn bộ chiếm cứ, không biết có cảm tưởng gì. Lúc Belia trong video trào phúng tiền đồ của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tất cả mọi người đang nghẹn cười. Chẳng qua ngại thân phận đại ca của áo đặc huynh đệ hắn, không ai dám cười. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội dời đi tầm mắt. Hắn lập tức kim thiền thoát xác đem lực chú ý của mọi người kéo trở lại trên người Acer. Muốn cười thì cười tên suy tử Acer này. Một chiêu này, gọi là xá đạo hữu không bỏ bần đạo. Ta. Acer rất muốn cãi lại. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là không có cách nào phản bác. Nền văn minh. Bắt đầu tinh ti lúc trước nói tục cũng không ít, tạp chủng, hỗn đảng, ngu ngốc gì gì đó đều là câu cửa miệng. So sánh mà nói, loại ngôn luận ba ba, đồ chó đẻ này thật sự được coi là văn minh. Lòng tốt không nói. Bác phân quan luân dáng lên mặt cũng coi như tốt. Lúc trước sau khi nam tịch tử đi, siêu thú bị giết trong tay hắn phần lớn ngay cả một cổ thi thể hoàn chỉnh cũng không có. Không phải chặt đầu chính là chém ngang lưng, bằng không chính là ngũ mã phanh thay. Máu tanh đến cực điểm. Đó mới là lòng tốt, đích thực. Dũng cảm toàn bộ TV, sẽ không có người nào hắn không dám bạc tai. Ngay cả chó đi ngang qua cũng phải chịu hai cái đại bức đấu, như vậy còn chưa đủ dũng cảm. Thậm chí thân thể nhân gian của thái tử gia Tairo Toku Taro cũng từng bị hắn bạc tai. Tất cả ung tra mần nhân gian thể, ai có thể dũng cảm như hắn? Thành thật. Anh ấy rất trung thực. Dám ở trong căn cứ giáp mặt mắng to đồng đội, đem chỗ mình khó chịu toàn bộ nói ra, còn chưa đủ thành thật chờ chút. Kẻ địch bị hắn theo dõi, chân trời góc biển cũng phải đuổi theo giết chết, đệm đối phương năm ngựa phanh thay, có đủ kiên trì hay không? Hiếu thảo. Hắn bị Hippolyt tinh nhân đánh bại, một cái o ký tên phát đến quan chi quốc kêu gọi trợ giúp, dẫn đến quan chi quốc cao cấp chiến lực toàn diệt, o chi phụ bỏ mình, có tính là hiếu thuận hay không? Khen ngợi. Em, chó tạp chủng, hỗn đảng, tạp chủng, cũng không biết những thứ này có tính tán dương hay không. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06. Vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, phía sau núi Ngân Hà Vĩnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ha ha ha. Mọi người cười to. Tá phỉ là lão đại của anh em ô tơ, tích uy đã lâu cho nên mọi người không dám cười. mà ngải tư là lão tứ trong huynh đệ áo đặt, chưa nói tới uy nghiêm. mọi người cười thì cười, không cần cho suy tử này mặt mũi. các ngươi. ngải tư tức giận đến muốn chạy trốn ngay tại chỗ. cũng may sơ đại bên cạnh kéo a sơ lại. và để mọi người ngừng trêu chọc a sơ. lúc này mọi người mới yên tĩnh lại. lâm nam lật bình luận một lát, thấy mất mặt, thuận thế trượt video xuống. Tiêu đề của video lần này là bất kể bạn mạnh mẽ như thế nào, ngân hà phía sau núi luôn ở trên bạn. Phối hợp với BGM là BGM kinh điển của ngân hà ung tra mần, sao đỏ chiếu khắp mặt đất. Trong video cắt nối biên tập các loại cảnh tượng cao nhiên mà ngân hà ung tra mần giao thủ với kẻ địch ở phía sau núi. Bao gồm nhưng không giới hạn. Một tay cầm xoa nhân vật phản diện cuối cùng của Nai Thơ Ung Tra Mần là Hắc Ám Trác Cơ. Cuối cùng ngay cả đèn cũng không chấp một cái. Cổ Lan Đặc Vương từng treo lên đánh áo đặt Lục Huynh để thăng cấp, siêu cấp Cổ Lan Đặc Vương, bị Ngân Hà dễ dàng đơn sát. hắc ám đế Vương Mạc Nhĩ Đức bị Ngân Hà một tay áp chế. Đánh bại Đắc Ô Úc Brother và nhiều hơn nữa. Hình ảnh nhiệt huyết cao năng, phối hợp với Bjm chuyên thuộc về Ngân Hà. Khiến cho Ngân Hà trong video nhìn qua thật sự có loại khí thế cường đại vô địch thiên hạ thế giới galaxy s tiểu quan nhìn không ra hóa ra cậu đã từng lợi hại như vậy vậy tại sao bây giờ cậu lại trở nên yếu đuối như vậy có lúc ngay cả một ít quái thú bình thường cũng đánh không lại bị ánh sáng lễ đường hung hăng đâm một đao họ biết ánh sáng trong kháng phòng là galaxy ultra mừng nhưng đối với chiến tích khủng bố từng ở sau núi của lễ đường lại hoàn toàn không biết gì cả hiện tại rốt cục cũng gặp được một hai không khỏi chấn động so với ngân hà ung tra mần giống như chiến thần trong video hiện tại ngân hà ung tra mần quả thực yếu muốn nổ tung hoàn toàn có thể nói một người ở trên trời một người ở dưới đất không thể so sánh nổi tôi hội trường không nói nên lời hắn rất muốn giải thích nhưng lại không có cách nào giải thích nói gì ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì lực lượng hiện tại của hắn cùng lúc trước ở hàng tinh thôn căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đồng đội tùng bản hào khí đi tới bên cạnh lễ đường, vỗ vỗ bả vai lễ đường, lấy giọng điều tiền bối cổ vũ lễ đường. Tiểu quan, khẳng định là ngươi đã lâu không làm ung tra mần, xa lạ, không sao, hảo hảo rèn luyện, đem đã từng mất đi lực lượng toàn bộ luyện trở về. Là một trong những người đã từng kề vai chiến đấu ở phía sau núi cùng lễ đường, một người bạn trong chùa kỳ thật vẫn luôn rất muốn chăm chọc lễ đường hiện tại ánh sáng quá yếu không thể so sánh với ánh sáng lễ đường thời hậu sơn nhưng nhìn bộ dáng chiến đấu hiện tại của lễ đường các loại kỹ năng tùy ý phóng thích dùng hoa cả mắt hắn cũng không nhìn ra ánh sáng trong hội trường có bao nhiêu vấn đề rõ ràng sẽ dùng lực lượng ngân hà muốn đến muốn đi hắn suy đoán vấn đề có thể là ở trên người ngân hà ung tra mần có lẽ là bởi vì ngân hà ung tra mần để lại cho lễ đường lực lượng ánh sáng yếu đi, cho nên mới dẫn đến lễ đường ánh sáng không có cách nào giống trước khi biến thân ngân hà ung tra mần cường đại như vậy. Đã từng là lễ đường quan, dùng chính là ngân hà ung tra mần bản thể, có thể phát huy ra ngân hà trăm phần trăm lực lượng. Nhưng sau trận chiến với hắc ám lộ cơ an, ngân hà ung tra mần đã trở lại thế giới tương lai. Bây giờ là thông qua phương thức chiếu, đem lực lượng của mình giao cho ánh sáng lễ đường sử dụng trong quá trình này vô hình đã làm suy yếu sức mạnh của ngân hà ung tra mừng cho nên mới tạo thành sức chiến đấu hiện tại của lễ đường giảm mạnh chẳng qua đây hết thảy đều là phỏng đoán của hắn không có chứng cớ hắn cũng không có cách nào đem những phỏng đoán này nói cho hội trường ánh sáng thế giới ngầm tương biến thân của victor và những người dưới lòng đất khác cùng xem video hắn từng giao thủ với Ngân Hà Ung Tra Mần biến thân trong lễ đường mấy lần. Vẫn không có cảm giác được sức chiến đấu của Ngân Hà mạnh bao nhiêu. Phóng chừng cùng mình cũng chỉ là tám lạng nửa cân mà thôi. Hiện tại xem những video này, hắn mới ý thức được, chỗ cường đại chân chính của Ngân Hà, mình còn xa mới lĩnh giáo qua. Em trai, mồ hôi ướt đẫm rồi phải không? Sóc giả đối với tường nói ra. Tường, Ngân Hà cư nhiên lợi hại như vậy, trước khi chiến đấu, hắn có phải hay không đối với ngươi thả nước? Chiếu theo biểu hiện trong video. Cô cảm thấy, nếu không phải thả nước, tường hẳn là đánh không lại ánh sáng hội trường mới đúng. Có lẽ một tay cũng đủ đánh bại tương. Không biết, có lẽ vậy. Bản thân liên tường cũng không nắm chắc đối kháng với ánh sáng lễ đường thời kỳ hậu sơn. đát Gia Kỳ, Đác Úc Brader, đát Trao An, Vua Siêu Quang. Mấy cái này đại lão, tùy tiện cái nào đều có thể treo lên đánh hắn ngân hà dĩ nhiên có thể một tay đắn đo những đại lão này đem những đại lão này đánh ra hắn không thể tưởng tượng ngân hà toàn lực xuất thủ rốt cuộc có thể đáng sợ đến mức nào thế giới nisơ shiniko ishida người cải trang thành con người có một biểu hiện âm trầm và lạnh lùng quỷ dị trong đôi mắt trong video có thể thấy rõ ràng galaxy Ultraman dễ dàng hạ gục đắc yaki là cơ sở cơ bản của Hắc Ám Trác. Hắn không nhớ có một câu chuyện như vậy. Bất quá lấy tầm mắt của hắn, rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Có lẽ, đây là chuyện đã xảy ra ở một thế giới khác, ngân hà này đã đánh bại ta. Mặc dù không phải chuyện của thế giới này, nhưng thấy mình bị đánh bại bởi Galaxy, Hắc Ám Trác cơ vẫn cảm thấy nghẹt thở. Ngươi chờ, mặc kệ ngươi ở đâu, chờ ta khôi phục lực lượng ta nhất định sẽ lại đến gặp ngươi ngươi cho ta khuất nhục ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp bội hát ám trác cơ âm thầm thề dưới đáy lòng phải mau chóng khôi phục lực lượng sau đó đi tới thế giới của ngân hà treo ngân hà lên đánh để cho đối phương nhìn xem hát ám trác cơ chân chính đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố ngôi sao của nhà vua tái la tuổi trẻ khí thịnh nhìn thấy chiến tích huy hoàng của ngân hà tâm lý hiếu thắng lập tức nổi lên. Tên này không tệ, thực lực cũng tạm được, xem ra có tư cách làm đối thủ của bổn đại gia, không biết hắn ở đâu. Thật muốn giao thủ với hắn thử xem. Lúc này tái la còn chưa biết. Trong phiên bản rạp hát của Ultra Ten Urio, hắn còn hảo hảo giáo huấn qua đối thủ Ngân Hà hiện tại được mình tán thành này. Tinh vân M78, quốc gia của ánh sáng Ngân Hà Ultra mừng này là ai? Các ngươi biết không? Cha của Ung Tra Mần ngơ ngác hỏi chúng áo. Bọn họ quan quốc tra tay đấm gia kia như vậy, chân đá mảnh tướng của vua Cô Rang. Là đại đội trưởng của đội cảnh bị áo đặt, trước mắt là người đứng đầu quan chi quốc. Chính mình lại không biết. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ có người lén lút làm việc sau lưng mình? Không biết. Chưa từng thấy qua. Chưa từng nghe nói qua. Những ung tra mần khác đều lắc đầu. Đừng nói gì nữa. Thời điểm này, bọn họ ngay cả tên Ngân Hà cũng chưa từng nghe qua. Các vị, ta có lời muốn nói. Đang lúc mọi người nghi hoặc, Hi Tạp Lợi đứng lên. Ô tơ cha hỏi. Hikari, ngươi biết cái này Ngân Hà? Hikari lắc đầu. Ta cũng không biết cái này Ngân Hà, ta là muốn nhắc nhở các vị một chút, các ngươi nhìn thấy vừa rồi Ngân Hà trên người đồ vật sao? Thứ trên người Ngân Hà. Chúng áo hai mặt nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ bọn họ vừa mới chỉ nhìn ngân hà chiến đấu với địch nhân trên người ngân hà có thứ gì đó thật đúng là không ai đặc biệt chú ý bị hy tạp lợi nhắc nhở những người khác mới chú ý nhìn trang trí trên người ngân hà không nhìn cũng được vừa nhìn lập tức hoảng sợ trên người hắn là plasma spacerito trên người hắn lại có nhiều plasma hoa lửa thủy tinh như vậy Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Plasma hỏa hoa thủy tinh. Đây không phải là LED. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tinh thể Plasma Spark. Thiết bị này là sự kết hợp của năng lượng plasma nồng độ cao. Mọi người đều biết, nguồn năng lượng duy nhất hiện nay của quan chi quốc chính là tòa tháp lửa Plasma tập hợp tất cả tâm huyết của quan chi quốc. Plasma Spark Tower cũng là mạch máu của tất cả Ultraman. Nếu không có sự chiếu xạ của Plasma Spark Tower, Hikaru sẽ chết. Năng lượng phát ra từ tháp lửa Plasma được gọi là năng lượng Plasma. Ultraman vốn đều là nhân loại bình thường. Sau khi tiếp nhận năng lượng Plasma Spark Tower chiếu xạ, mới đột biến gen, tiến hóa thành Ultraman hiện tại đơn thuần chỉ là tiếp nhận năng lượng chiếu xạ, liền để người bình thường biến thành ung tra mần. Ngân hà ung tra mần toàn thân trên dưới nhiều plasma tia lửa thủy tinh cộng lại. Cơ hồ tương đương với một người tùy thời khiến cả tòa tháp tia lửa plasma chạy khắp nơi. Không mạnh mới là lạ. Bối lão hắc vì lấy được năng lượng của plasma hỏa hoa tháp, không tiếc trở thành kẻ phản bội lớn nhất từ trước tới nay của quan chi quốc. Tái la vì lấy được năng lượng của plasma hỏa hoa tháp, bị cha ruột tái văn trục xuất. Hai người này vì muốn có được năng lượng của plasma hỏa hoa tháp, đã từ bỏ tất cả, cuối cùng vẫn chưa thành công. Hiện tại Ngân Hà lại có thể tùy tiện mặc nhiều thủy tinh plasma như vậy. Thật sự là người so với người tức chết người. Người với người thật sự không thể so sánh. So không được, so không được. Khi tạp lợi thấy tất cả mọi người chú ý tới thủy tinh plasma, tiếp tục nói. Các vị, trên người hắn có nhiều plasma hỏa hoa thủy tinh gia trì như vậy, có thực lực này, phỏng chừng cũng không kỳ quái. Đúng vậy, với sự gia trì của rất nhiều plasma Spark Crypto, năng lượng có thể bùng nổ trong trận chiến quả thực vượt quá sức tưởng tượng, Yofi nặng nề nói. Một Ultraman không rõ lai lịch, toàn thân mang theo rất nhiều tinh thể tia lửa plasma. Không ai biết liệu điều này sẽ tốt hay xấu cho Hikaru. Giác nói ta cảm thấy chúng ta cần phải mang thiên hà này trở lại, điều tra lai lịch của hắn, nếu hắn rơi vào tay lực lượng tà ác, nói không chừng có thể tìm ra biện pháp đối phó với quan quốc chúng ta. Tháp Plasma Spark là mạch máu quan trọng nhất của xứ sở ánh sáng. Không thể để mất. Bây giờ danh tính của Galaxy không rõ, khiến họ khó có thể yên tâm. Ô chi phụ trầm mặt một lát. Trong lòng không ngừng suy tư nên xử lý chuyện này như thế nào. Suy nghĩ một lúc, Giác nói có lý. Bất kể Ngân Hà là địch hay bạn. Hiện tại cũng nên nghĩ biện pháp tìm được Ngân Hà trước rồi nói sau. Tốt, từ hôm nay trở đi, phát động toàn bộ lực lượng của quan chi quốc, tìm kiếm Ngân Hà ung tra mần. Những ung tra mần khác đều không có ý kiến. Mọi người đều tò mò. Như vậy một cái tùy thân khiên plasma hỏa hoa tháp chạy khắp nơi ngoan nhân, rốt cuộc là từ nơi nào toát ra? Thời vương thế giới thường bàn trang ngô hỏi ui ui ta nhớ lúc trước hình như chúng ta đã đánh bại một kỵ sĩ mặt nạ đến từ tương lai cũng gọi là ngân hà đúng không đúng vậy ma vương bệ hạ cái mặt nạ kỵ sĩ ngân hà kia vẫn còn ở chỗ ta ốc tư cung kính móc ra mặt đồng hồ ngân hà thường bàn trang ngô ngược lại không có đi lấy mặt đồng hồ ngân hà hắn không hứng thú với mặt số cảm thấy hứng thú chính là mặt nạ kỵ sĩ ngân hà ta nhớ rõ hắn là đến từ vũ trụ hơn nữa cũng gọi là ngân hà ngươi cảm thấy hắn cùng trong video ngân hà ung tra mần sẽ có quan hệ sao hẳn là không có quan hệ gì ta cho rằng ngân hà ung tra mần cùng ngụy diện kỵ sĩ ngân hà đại khái chỉ là trùng hợp trùng tên mà thôi hai cái vô luận là lực lượng thuộc tính hay là diện mạo phương diện ta đều nhìn không ra có một chút xíu liên quan địa phương cũng đúng có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi thường bàn trang ngô buông xuống nghi hoặc trong lòng tiếp tục xem video. Rốt thế giới tập hoạt hải lấy ra viên thủy tinh ung tra mần đại biểu cho ngân hà. Tên ung tra mần này lợi hại như vậy. Sao trước kia ta không phát hiện ra? Là xảy ra vấn đề ở đâu? Huynh đệ gấp nhà biến thân, phải mượn thủy tinh áo đặt ẩn chứa lực lượng ung tra mần. Trong số đó, tinh thể Galaxy là một trong những tinh thể được sử dụng phổ biến nhất của họ. Chỉ bất quá ở trong tay hai huynh đệ này ngân hà ung tra mần chân chính lực lượng căn bản không có bị phát huy ra hai huynh đệ phế có thể hai huynh đệ cùng tiến lên hai đánh một cũng không nhất định có thể phát huy ra bình thường một ung tra mần sức chiến đấu hai người vốn còn tưởng rằng ung tra mần kém không nhiều lắm đều là như vậy là những quái thú kia quá lợi hại nhìn này hình như không phải những quái thú kia quá lợi hại chỉ là hai người bọn họ quá phế vật mà thôi Đệ đệ tập dũng hải từ trong tay tập hoạt hải cầm lấy ngân hà thủy tinh Kaka, ca ca, nếu thủy tinh này lợi hại như vậy Vậy sau này thủy tinh này cho ta dùng đi Ta sẽ dùng lực lượng thủy tinh này đánh cho quái thú tè ra quần Tiểu tử ngươi Tập hợp hoạt hải bắt đệ đệ này không có biện pháp Cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương Lâm Nam mở khu bình luận ra Ở sau núi, cho dù là thần bí tứ áo tới cũng phải chịu hai cái đại bức đấu mới đi đạo diễn ra ngoài bị đánh ở phía sau núi thủy tinh trên người ngân hà là thủy tinh plasma ra khỏi phía sau núi trên người ngân hà chính là đèn led chiến đấu với ngân hà nhất định phải chọn bản đồ chỉ cần bản đồ không ở sau núi thắng chắc ngân hà ở phía sau núi ta không lột bao da của ngươi thì coi như bao da của ngươi mặc chặt tứ đại thần bí giả áo vương tái ca, nô. No. Ê, lôi kiệt đa. Tứ áo thần bí chân thật, TV mát, không chính tái la, ngân hà phía sau núi, khách mời là nít. Ra khỏi hậu sơn, ngân hà ngay cả biến thân cũng không dám xoay vòng. Ngân hà. Thần bí tứ ảo rất lợi hại sao? Có bản lĩnh đến sau núi cùng ta chạm một cái. Thế giới ni sơ. Cơ tiễn chuẩn nhìn thấy khách mời trong màn hình là nại khắc sắc tư, trong lòng sinh nghi hoặc. Khách mời nại khắc sắc tư. Có ý gì? Tuy rằng hiện tại cơ tiễn chuẩn còn không biết mình biến thân ung tra mần gọi là nại khắc sắc tư. Thế nhưng một cổ cảm giác sâu xa bên trong nói cho hắn biết. Chính mình biến thân ung tra mần nên gọi là nại khắc sắc tư. Ngôi sao của nhà vua. Vua ô tơ không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Leo và Astra. Là sự tồn tại bí ẩn nhất trong vương quốc ánh sáng không ai biết ô thò kim mạnh đến mức nào. Cũng không ai biết rốt cuộc áo đặc chi vương biết bao nhiêu bí mật. Thực lực của hắn cùng trí tuệ của hắn, liền cùng mênh mông vô cùng vũ trụ giống nhau, sau không lường được. Áo đặc chi vương đại nhân. Leo và Astra đứng dậy hành lễ với vua ốt. Hai người được vua áo đặc chiếu cố nhiều lần, cho nên vẫn rất tôn kính vua áo đặc. Lão gia tử, người đã đến ngay cả tái la từ trước đến nay phản nghịch cũng không dám gây sự trước mặt áo đặc chi vương chủ động chào hỏi vua ốp tơ ta vừa mới sử dụng lực lượng truy tìm cái này ngân hạ ung tra mần thân thế phát hiện hắn cũng không thuộc về chúng ta cái này thời không mà là tại tương lai xa xôi sinh ra ung tra mần thanh âm tang thương của áo đặc chi vương rõ ràng truyền vào trong lỗ tai ba người ung tra mần sinh ra ở tương lai xa xôi nói như vậy hắn bây giờ còn không tồn tại leo bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào mình chưa từng nghe qua tên Ngân Hà. Thì ra không phải mình kiến thức nông cạn. Mà là đối phương còn chưa ra đời. Tương lai quan quốc gặp phải kiếp nạn, Ngân Hà ứng thời mà sinh, cho nên hắn cùng ung tra mận bình thường có chút bất đồng, leo. Nghe thấy vua Ốc Tơ gọi tên mình, leo lập tức cúi người, tiếp nhận chỉ thị của vua Ốc Tơ. Áo đặc vương đại nhân, có gì phân phó không? ngươi trở về quan chi quốc một chuyến, nói cho bọn họ biết, không bao lâu nữa, có thể quan chi quốc sẽ gặp một hồi tai nạn cực lớn, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08. Đêm ngân hà plasma hỏa hoa thủy tinh chụp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thảm họa lớn. Nghe được lời này, Leo Phi thường khiếp sợ. Có thể làm cho áo đặc chi vương đều xưng là tai nạn cực lớn. Chứng tỏ chuyện sắp xảy ra không phải chuyện nhỏ. Ta biết rồi, áo đặc chi vương đại nhân, ta sẽ đi nói cho bọn họ biết. Leo giơ hai tay lên trời, hướng về Hikaru. Chỉ để lại Astra và Seiro tiếp tục ở lại ngôi sao quốc vương, cùng với ô tho chi vương cô quả lão nhân này. Vương quốc Absolute đây là vùng đất của Tataru bé nhỏ. Tất cả các tòa nhà đều có màu vàng. Từ trong vũ trụ nhìn lại, ngay cả toàn bộ tinh cầu đều giống như là vàng đúc thành, rực rỡ huy hoàng. Khi Lâm Nam lật xem khu vực bình luận, có một bình luận thu hút sự chú ý của Tataru. Thủy tinh trên người Ngân Hà là thủy tinh plasma. Bây giờ vương quốc Absolute đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn chỉ có tháp plasma của bộ tộc quan chi quốc mới có thể cứu vãn vận mệnh diệt vong. Hắn một mực vì thay đổi vận mệnh tộc nhân mà cố gắng. Vốn là muốn tấn công bộ tộc quan chi quốc, mạnh mẽ chiếm cứ mẫu tinh M78 của bộ tộc quan chi quốc. Xem ra, có lẽ không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần có thể bắt ngân hà tới, nghiên cứu thủy tinh plasma trên người ngân hà, hoặc là trực tiếp lấy ngân hà ra tế thiên, xây thành tháp plasma nói không chừng là có thể giải quyết nguy cơ của bộ tộc a bồ tát lưu đặc cứu vớt vận mệnh tộc nhân. vì thế tháp nhĩ tháp la tư gọi tiểu kim kiếm và tiểu kim ngưu đến thương lượng. titan diapolo trên người ngân hà màu lam thủy tinh là plasma tia lửa thủy tinh vật này cùng plasma tia lửa tháp năng lượng kém không nhiều lắm nếu như chúng ta đem ngân hà bắt tới nói không chừng có thể nghiên cứu ra đối phó quan chi quốc nhất tộc biện pháp so với tấn công toàn bộ quan chi quốc dường như bắt ngân hà tương đối dễ dàng một chút tataru có năng lực tùy ý xuyên qua thời không chỉ cần tránh ngân hà thời chiến thần hậu sơn đến thời kỳ ngân hà ép ngân hà đã bắt được ngân hà vậy còn không phải dễ như trở bàn tay tiểu kim kiếm xung phong nhận việc để cho ta đi đi chính là một cái ngân hà dễ như trở bàn tay chiến tích của Ngân Hà trong video không thể dọa được tiểu kim kiếm. Nó sẽ chỉ làm cho Little Golden xuất cảm thấy công việc này là một thách thức. Dù sau đây cũng là dũng sĩ dám đi tìm Noa phiền toái. Mặc dù bị Noa treo cổ một phen. Nhưng dũng khí của hắn lại lưu truyền rộng rãi trong giới đặc nhiếp. Không, người này giao cho ta, để cho ta hung hăng nện nổ hắn. Dũng khí của tiểu kim ngưu so với tiểu kim kiếm cũng không kém bao nhiêu hai người đều tranh nhau muốn đi so chiêu với Ngân Hà. Tháp Nhĩ Tháp La Tư nhìn hai vị đồng đội này, cảm thấy vô cùng vui mừng. Vì lý do an toàn, hai người các ngươi cùng đi, nhớ kỹ, nhất định phải đem Ngân Hà còn sống bắt về, chết cũng vô dụng, biết không? Biết. Tiểu Kim Ngưu cùng Tiểu Kim kiếm trăm miệng một lời. Sau đó Tataru liền mở cửa truyền tống. Gửi Kim Ngưu nhỏ và Kim kiếm nhỏ đến thế giới thiên hạ trong thời kỳ Galaxy S nhưng hắn không chú ý tới, chính mình đem hai người đưa đến kịch bản ốp tơ mười dũng sĩ thời gian điểm. Lúc này, Ngân Hà S thế giới cũng không chỉ có Ngân Hà. Ngoài ra còn có Aitaga, người tiền nhiệm và bảy ung tra mần hay si khác bị bắt. Đây ca, đây na, gai, gao master, mát, ni The Rainbow. Cùng với tái la chạy tới cứu trang. Đúng rồi. Còn có một phó áo duy khắc đặc lợi của Ngân Hà. Tiểu Kim Ngưu cùng Tiểu Kim Kiếm đến thời gian điểm, vừa vặn chính là tất cả ung tra mần tập kết, phản công nhân vật phản diện đại bản doanh thời không thành giai đoạn. Tất cả ung tra mần đều tự tìm đối thủ chiến đấu. Ga Úc cùng Ngân Hà, Victor hợp nhất biến thân Ngân Hà Victor ung tra mần liên thủ đối phó đại bốt thời không ma thần ngã tháp nhĩ gia. Tràng diện phi thường hỗn loạn. Chiến hỏa tùy ý lan tràn. Tiểu Kim Ngưu cảm thấy thời cơ hiện tại không tệ, đưa ra đề nghị với tiểu kim kiếm. Cứ như vậy đi. Thừa dịp bọn họ đang đánh nhau, chúng ta đi chen một chân, bắt ngân hà đi. Ừ, vậy lên. Tiểu kim kiếm lấy ra vũ khí của mình, chiến ý lẫm liệt. Hai người này, một người dám nói, một người dám tin. Hai người hợp lực, xông về phía chiến trường, thẳng đến ngân hà Victor. Cao sư phụ đang cùng ngân hà Victory hành hung Aitala hoàn toàn không chú ý tới trên bầu trời có hai cái phát sáng tiểu kim nhân hướng mình hạ độc thủ cương lực phá ngưu quyền Sống xung kích absolut hai người vừa lên đã hạ tử thủ sử dụng tất sát kỹ cường lực của mình đối với ngân hà victor và cao sư phụ âm âm cao sư phụ bị cương lực phá ngưu quyền đánh trúng âm âm galaxy Vickley bị tấn công bởi sóng xung kích absolut Sức chiến đấu của Tiểu Kim Kiếm và Tiểu Kim Ngưu đều không yếu, có thể chạm tới ngưỡng cửa cấp bậc đỉnh cao, không hề phòng bị mà ăn đại chiêu của hai người. Cao sư phụ và ngân hà to không chịu nổi, ngã xuống đất ngay tại chỗ. A, à, mập như thế nào? Aitaga bối rối, quay đầu nhìn lại. Tiểu Kim Kiếm cùng Tiểu Kim Ngưu giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh mình. Các ngươi là ai? có thể bởi vì trên người đều là màu vàng, ngã tháp nhĩ gia nhìn thấy hai người, lại còn có loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Tiểu Kim Kiếm cũng lười nhìn Aitala một cái, ánh mắt nhìn chầm chầm Ngân Hà Victory, nói với Aitala. Mục tiêu của chúng ta là Ngân Hà, ga út giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ. Nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, hắn dám có ý kiến sao? Chúng ta trực tiếp lên. Tiểu Kim Ngưu căn bản không đem ngã tháp nhĩ gia để vào mắt, trực tiếp xung phong với Ngân Hà Victor. Bị người ta coi thường. Aitaga mặc dù rất tức giận. Nhưng hiện tại có thể có hai người giúp mình giảm bớt áp lực, đó tuyệt đối là một chuyện tốt. Không cần phải cãi nhau với nhau. Cắn răng nhìn xuống cơn tức này, liền đi một mình đối phó cao sư phụ. Tiểu Kim Ngưu và Tiểu Kim kiếm hợp lực tấn công Ngân Hà Victor. Ngân Hà Victory tuy rằng dung hợp Ngân Hà cùng Victory hai cái ung tra mận toàn bộ lực lượng, chiến lược phi phạm. Nhưng đồng thời đối mặt với hai chiến sĩ đỉnh cực của A Bố Tát Lưu Đặc Tộc, vẫn là phi thường cố hết sức. Bị hai người cường ngạnh áp chế. Đánh rất khó khăn. Các ngươi là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta? Ánh sáng lễ đường hỏi hai người. Chỉ có người thắng mới có tư cách đặt câu hỏi, ngươi hiện tại không có tư cách đặt câu hỏi. Tiểu Kim Ngưu đang khi nói chuyện, nắm đấm phát sáng, một quyền nện vào ngực Ngân Hà Victor. Đông. Ngân Hà Victor bị tiểu kim ngưu một quyền này đánh bay, từ thời không thành rơi xuống trong thành thị. Đập đổ một tòa nhà cao tầng. Tiểu kim ngưu cùng tiểu kim kiếm không buông tha. Rời khỏi thời không thành, đuổi theo Ngân Hà Victor vào trong thành phố. Song phương tiếp tục bộc phát đại chiến. Địch già, đái nạp, mát, nại khắc sắc tư và ung tra mần lần lượt giải quyết đối thủ chạy tới tầng cao nhất của thời không thành trợ giúp cao sư phụ tám ung tra mần bắt đầu một cuộc ẩu đã tàn khốc chống lại aitala aitaga có sức chiến đấu rất mạnh một chọi một dưới tình huống không mở treo ngoại trừ tái la khai hỏa toàn bộ những ung tra mần khác đều không phải là đối thủ của hắn nhưng hiện tại đối mặt với tám ung tra mần bao gồm cả tái la ung tra mần cùng nhau tấn công ngã tháp nhĩ gia cũng chỉ có thể bị đánh không có đường đánh trả tám ung tra mần vây quanh anh ta và đá anh ta bị ngược đãi muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm tháp nhĩ tháp la tư luôn luôn chú ý tình hình chiến đấu bên này gặp tiểu kim nhân đời đầu ngã tháp nhĩ gia sắp xong đời tiểu kim ngưu và tiểu kim kiếm vẫn chưa chiếm được ngân hà viết to chỉ có thể dẫn binh tiếp viện vì tiểu kim ngưu cùng tiểu kim kiếm tranh thủ thời gian bầu trời mở ra một mảnh thời không môn màu vàng Tataru dẫn đầu một nhóm chiến binh Absolut xông vào thành phố thời gian và tham gia cuộc chiến để hỗ trợ Aitaga chống lại các Ultraman. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. Thi đấu và dung hợp tài liệu, ga út, mang. Bạn đang nghe tại truyện.audio. chấm Đối với nhóm này đột nhiên gia nhập chiến đấu trợ giúp chính mình tiểu kim nhân trên đỉnh đầu Aitaga có một dấu chấm hỏi rất lớn tràn ngập nghi vấn tuy rằng tất cả mọi người đều là tiểu kim nhân nhưng ta không biết các ngươi các ngươi làm gì ở đây vậy làm như vậy ta áp lực rất lớn a à? các ngươi là ai tải là lớn tiếng khiển trách vốn đang hảo hảo chặn nước suối đối phương hành hạ đến chết mắt thấy lập tức sẽ thắng lợi không ngờ xuất hiện nhiều tiểu kim nhân phá rối như vậy trợ giúp ngã tháp nhĩ gia điều này làm cho tái la tức giận không thôi tái la hay là ta tới gặp ngươi đi tháp nhĩ tháp la tư tìm tới tái la đối thủ số mệnh của mình đơn đấu tốt vậy để ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng hai người từ trong đám người trổ hết tài năng xông lên bầu trời ở trên trời kịch chiến một mình mở ra một mảnh chiến trường hiện tại chiến trường chia làm ba phần trên trời, tái la cùng tháp nhĩ tháp la tư một đấu. Thời không thành, ngã tháp nhĩ gia cùng một đám A bố tác lưu đặt chiến sĩ đối phó đông đảo Bình Thành Áo. Trong thành phố, tiểu kim ngưu và tiểu kim kiếm liên thủ đối phó với ngân hà victor Tình hình chiến đấu của thời không thành là có lợi nhất cho phe ung tra mần. Sức chiến đấu của chiến sĩ A Bố Tát Lưu bình thường đối với mấy người thân kinh bách chiến bình thành áo mà nói cũng không tính là mạnh. Căn bản không cấu thành uy hiếp mấy áo tùy tiện là có thể ứng phó. Chủ yếu vẫn là ngã tháp nhĩ gia tương đối phiền toái. Cần mấy áo liên thủ mới có thể ngăn chặn hắn. Tình hình chiến đấu trên trời và tình hình chiến đấu trong thành phố đều không lạc quan. Sức chiến đấu của tiểu kim nhân, tiểu kim kiếm, tiểu kim ngưu đều quá mạnh mẽ. Nhưng hiện tại tái la cùng ngân hà Victor còn chưa có tiến hóa đến giai đoạn mạnh nhất, đánh nhau rất thiệt thòi. Ngân hà Victor không chịu nổi trước bị tiểu kim kiếm và tiểu kim ngưu đánh cho tan rã. Trở lại ngân hà cùng viết to hai người. Len ken len ken len ken năng lượng trên người hai người không còn lại bao nhiêu, đều bắt đầu nhấp nháy đèn. Ngân hà. Viết cơ. Sai rô trên bầu trời chú ý tới tình huống bất lợi của hai người. Vốn hiện tại hắn đánh không lại tiểu kim nhân. Bị hai người một phân tâm, càng làm cho Tataru có cơ hội. Tuyệt đối xử hình tháp nhĩ tháp la tư một tay nhanh chóng ngưng tụ năng lượng đánh ra một chuỗi kim sắc lôi điện cường đại với tái la âm âm a à, tái la vô ý bị lôi điện màu vàng đánh trúng lôi điện kịch liệt làm cho cả người hắn tê liệt thống khổ không thôi cơ thể rơi không kiểm soát được đông tái la từ trên cao mấy ngàn mét rơi xuống đập đổ một mảnh kiến trúc trên mặt đất đập ra một cái hố to trên mặt đất tiểu kim nhân nhanh chóng rơi xuống đất Đứng trước mặt tái la chật vật, bày ra tư thái người thắng. Tàn, ta bây giờ đối với ngươi còn không có hứng thú, ta muốn chỉ là ngân hạ ung tra mừng, đừng gây trở ngại ta, bằng không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tuy rằng tái la đã bị trọng thương. Nhưng nếu muốn hoàn toàn giết chết tái la, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tháp nhĩ tháp la tư hiện tại phải cướp thời gian, không có nhiều thời gian để tiêu diệt tái la như vậy. Nếu không hắn thật đúng là muốn ở chỗ này trước đem tái la giải quyết xong. Mặc dù ở chỗ này giải quyết tái la không nhất định có thể phát huy tác dụng gì đối với thế cục tương lai. Hỗn đảng. Tái la cuộc cường bất khuất, muốn đứng lên tái chiến. Nhưng thân thể thương thế lại làm cho hắn ngay cả đứng lên cũng lao lực. Tataru không còn để ý đến Sairo nữa. Đi thẳng về phía Ngân Hà. Tiểu Kim Ngưu và Tiểu Kim kiếm lần lượt cảnh giới tái la và Victor tránh cho hai người này ra tay can thiệp. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, muốn làm gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi dễ dàng thực hiện được. Tuyệt đối xử hình. Ngân Hà vừa định xúc lực phóng thích kỹ năng công kích tháp nhị tháp La Tư. Làm phép nửa chừng. Tháp nhĩ tháp la tư lại là một đạo xử phạt tuyệt đối đánh vào trên người Ngân Hà. Âm âm. Ngân Hà bị kim sắc lôi điện đánh bay đèn báo năng lượng trong ngực nhấp nháy nhanh hơn và nhanh hơn, gần như mất khả năng tiếp tục chiến đấu. Hừ, Ngân Hà, vì đại nghĩa của vương quốc. Hiến thân đi. Tataru không cho Ngân Hà bất cứ cơ hội hay hy vọng giải dụ nào, nhanh chóng đi đến bên cạnh Ngân Hà, bóp cổ Ngân Hà, nhấc Ngân Hà lên. Mắt thấy đã vô lực xoay chuyển trời đất. Ngay tại thời khắc máu chốt này. Lâm Nam cư nhiên trùng hợp soát đến một cái tiêu đề là áo đặc siêu nhiên dung hợp biến thân video. Mà ngay từ đầu video, dĩ nhiên chính là cảnh tượng trong truyền kỳ ung tra mần phiên bản rạp hát, đới na, ga úc, tải là ba vị ung tra mần dung hợp biến thân thành ung tra mần phiên bản khác. Ba đạo cột sáng dung hợp, sông thẳng phía chân trời, dĩ nhiên như kỳ tích dung hợp cùng một chỗ, biến thành một đoàn bảy màu hào quang một đạo thân ảnh vô cùng thần bí đẹp trai cường đại ở trong thất thải quan mang hiển lộ ra chân thân. Chính là người cuối cùng trong tứ áo thần bí, Saiga mừng, Bất luận cái gì khác. Chỉ nhìn một thân bao da độc đáo của tái già, cùng với đặc hiệu hoa lệ khi lên sân khấu, có thể nhìn ra vị mừng này cường đại bao nhiêu. mừng là cái gì? Tataru ở trong video nhìn thấy Saiga mừng đầu tiên mí mắt nhảy dựng, nhận thấy được không ổn. Dina, Ga Úc, rô. Đạp mã, ba vật liệu dung hợp này giờ phút này không phải đều ở đây sao? Làm búa đi. Đái na. Ga út. Giúp ta một tay. Tái la lớn tiếng hô to. Đái nã Ga Úc hai vị ung tra mần cũng nhìn thấy vừa mới video bên trong nội dung, tự nhiên biết tái la muốn làm gì. Không chút do dự rời khỏi chiến đoàn. Bay vào thành phố hơn nữa hai người còn phi thường ăn ý đồng thời ra tay đánh ra quan đạn năng lượng với tiểu kim ngưu âm 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 hai viên năng lượng quan đạn phân biệt đánh vào ngực và đầu tiểu kim ngưu không chết người nhưng đau lắm con bò nhỏ bị đẩy lùi ga út và đái nã một trái một phải rơi xuống bên cạnh tái la đem năng lượng bản thân vận chuyển cho tái la đồng thời nâng tái la lên khỏi mặt đất hai vị xin hãy cho ta mượn lực lượng của các ngươi chúng ta cùng nhau đánh bại đám gia hỏa này được đái nã và ga út không chút chần chừ lập tức đáp ứng thỉnh cầu của tái la ba vị ung tra mần giống như trong video hóa thành ba đạo hào quang màu sắc bất đồng xông thẳng về phía chân trời trên không trung ngàn mét hòa làm một thể hóa thành một mảnh hào quang bảy màu nguy rồi tháp nhĩ tháp la tư trong lòng cả kinh linh cảm xấu đã trở thành sự thật. 36 kế, chạy là thượng kế. Hắn lập tức phóng thích năng lượng mở ra thời không truyền tống môn. Nhưng cửa truyền tống vừa mới mở ra, không đợi hắn chạy trốn. Ánh sáng bảy màu trên trời liền nhắm vào hắn, lao xuống. Oanh! Tataru cầm ngân hà trong tay, hành động không tốt. Đối mặt thất thải quan mang công kích, không kịp né tránh. Bị thất thải quan mang lập tức đánh bay ngân hà trong tay không bắt được ngã xuống đất thất thải quan mang thu liễm lộ ra bộ dáng hoàn chỉnh của tái già ung tra mần một trong tứ áo thần bí tái già ung tra mần lên sân khấu giả thần giả quỷ ăn một kiếm của ta cho dù là đối mặt noa ung tra mần trong truyền thuyết tiểu kim kiếm cũng dám vung kiếm huống chi sai ga tiểu kim kiếm đem hết toàn lực một kiếm đâm về phía tái già ung tra mần saiga chỉ lạnh lùng khinh thường liếc nhìn tiểu kim kiếm một cái tiếp theo thân thể phát ra bảy màu quang mang đột nhiên lóe lên phía sau tiểu kim kiếm một cú đấm vào người tiểu kim kiếm oanh tiểu kim kiếm bị saiga đánh ngã ngã xuống đất làm rơi một con chó gặm buồn cương lực phá ngưu quyền tiểu kim ngưu cũng không khách khí đại chiêu bắt đầu giải phóng đòn tấn công mạnh nhất của mình về phía saiga tái già một tay chống lên một mặt hộ thuẫn năng lượng bảy màu ngăn trở tiểu kim ngưu cương lực phá ngưu quyền cũng đem cổ năng lượng này chuyển hóa thành công kích của mình trả lại cho tiểu kim ngưu cái gì âm âm năng lượng bùng nổ tiểu kim ngưu ăn một đại chiêu của mình bị đánh bay xa mấy ngàn mét ngã xuống đất đau đến mức toàn thân gần như mất đi tri giác một lần đối mặt ba vị chiến sĩ cực đỉnh của bộ tộc A Bố Tát Lưu đều bị đánh ngã. Đây chính là thực lực chân chính của Saiga mừng một trong tứ áo thần bí. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Người tí hon màu vàng. Bọn hắn bật hắt. Chuồng đi chuồng đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio tháp nhĩ tháp la tư lăng lộn đứng lên nhìn chầm chầm vào thân ảnh tái già trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ ba người này phát ra kỳ tích lực thật mạnh đáng giận titan diabo giữ chặt hắn kiên kỵ thì kiên kỵ muốn cho hắn dễ dàng buông tha như vậy đó cũng là không có khả năng tiểu kim kiếm và tiểu kim ngưu đứng dậy dùng hết toàn lực dết về phía tái ca còn Tataru thì nhắm thẳng vào Ngân Hà. Không thử một lần nữa, hắn thật sự là không thể từ bỏ ý định. Đối mặt với tiểu kim kiếm cùng tiểu kim ngưu khí thế hung hãn, Saiga không có ý quấy rầy. Bá! Thất thải quang mang chật lóe. Saiga biến mất khỏi chỗ của mình. Thuấn Di đến trước người Ngân Hà, ngăn trở tháp nhĩ tháp La Tư. Đồng thời ngưng tụ năng lượng cho tháp nhĩ tháp La Tư một chút saiga plasma oanh một phát năng lượng quang cầu màu lam trắng bắn ra tháp nhĩ tháp la tư không kịp né tránh chỉ có thể sử dụng toàn bộ lực lượng chống đỡ vòng bảo hộ năng lượng màu vàng cứng trắng chống lại công kích của tái già âm um, âm um, âm um. saiga plasma bắn trúng tấm khiên năng lượng vàng năng lượng khủng bố bộc phát lập tức phá vỡ vòng bảo hộ của tataru sống xung kích năng lượng phân tán đánh vào tataru trong khoảnh khắc liền đem Tháp Nhĩ Tháp La Tư đánh bay ra ngoài. A, à, Tataru hét lên và bị thương nặng. Tiểu Kim kiếm cùng Tiểu Kim Ngưu thấy thế không ổn. Đều bay đến Tháp Nhĩ Tháp La Tư phía sau, vận chuyển năng lượng, tiếp được Tháp Nhĩ Tháp La Tư. Nhưng mà, dù là tập hợp lực lượng hai người, cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp được Tháp Nhĩ Tháp La Tư mà thôi. Lực lượng bị trung kích đẩy ra xa mấy chục km mới có thể dừng lại trên mặt đất lưu lại một khe rảnh kéo dài mấy chục km lúc này hẳn là một đợt cảnh cáo tương nguyên long tên này quá lợi hại chúng ta không đối phó được rút lui tháp nhĩ tháp la tư nếm qua thiệt thòi lớn rốt cục ý thức được ba người tuyệt không phải đối thủ của tái già càng không có hy vọng cướp đi ngân hà từ trong tay tái già lần này hắn thành thật hơn nhiều không còn làm thiết qua nữa lập tức mở ra thời không truyền tống môn chạy trốn tiểu kim kiếm và tiểu kim ngưu theo sau ba người dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy vào thời không môn bên trong trở lại chính mình nguyên bản thời gian saiga nhìn ba người chạy trốn không ngăn cản trạng thái hiện tại của hắn không thể duy trì trong thời gian dài thay vì đuổi theo ba người không bằng thu thập tốt cục diện hiện tại ba người tiểu kim chạy vội chưa kịp mang những chiến sĩ a bố tác lưu đặt đi những người này liền thảm Saiga bay lên trời cao. Ngưng tụ tất cả năng lượng trên chân phải, toàn lực đá xuống thời không thành phía dưới. Tái ca cực hạn phi đá. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của Saiga. Như kỳ tích bảy màu quang mang cắt phá trời cao, xuyên qua toàn bộ thời không thành, đem thời không thành đá cái đối xuyên. Năng lượng khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Âm âm âm. Thời không thành khổng lồ lơ lửng trên bầu trời thành thì bị nổ tung ánh lửa bùng nổ che khuất bầu trời. Ngoại trừ vài người hay si, O và Aitaga may mắn sống sót. Tất cả sinh mệnh trong thành phố thời không, bao gồm cả những chiến binh Absolut kia, đều chết trong cú đánh này. Aitaga chật vật chạy trốn vào trong thành phố. Trong lòng không cam lòng nhìn chầm chầm vào thân ánh sáng chói như thần mệnh trên bầu trời. Tải la, đái nã, gà út ba người dĩ nhiên có thể hợp thể ra quái vật như vậy đều là cái kia phá video nếu không là cái kia video ba người này cũng không biết mình có thể dung hợp ra quái vật này ngã tháp nhĩ gia mắng loạn một trận với lâm nam đang lướt video hắn cảm thấy nếu không phải lâm nam lướt video quấy rối chính mình cũng không rơi vào kết cục hiện tại haxi Hắc haxi Hắc haxi Hắc ai đang mắng ta haxi lâm nam trong hiện thực điên cùng haxi đáng tiếc hiện tại đã không còn thời gian cho Aitaga hối hận. Saiga, cùng với các Ultra mần khác, gia nhập lực lượng để giải phóng cuộc tấn công và kết thúc cuộc sống của Aitaga. Itala bị đánh đến ngay cả cặn bã cũng không còn trong phần đông các cuộc tấn công liên hợp của Ultra mần. Chiến đấu từ đó kết thúc. Không gian chính, ngôi sao vua. Tái la còn đang trong thời kỳ kiệt ngạo bất tuân phản nghịch cũng thấy được cảnh tượng mình cùng cao sư phụ đái nã hợp thể thành tái ca trong video điều này làm cho tái la sợ ngay người đó là đó là tôi tại sao có thể tại sao tôi không có ký ức như vậy đây là chuyện gì xảy ra tái la không cách nào tưởng tượng tái già đẹp trai như vậy trong hình lại là ung tra mần mà mình dung hợp với người khác hơn nữa vừa nhìn liền có thể nhận ra tái ca phi thường cường đại cường giả như thế hòa phong chính là tái la cho tới nay tha thiết ước mơ. Nếu không là vì trở nên mạnh mẽ, hắn cũng không đến mức chạm vào tia lửa plasma, làm hại mình bị lưu đầy tới quốc vương tinh để tiếp nhận huấn luyện đặc biệt của anh em Leo. Áo đặc chi vương nhìn ra tâm tình của tái la lúc này rất kích động, vì tránh cho video sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với tái la, liền khuyên tái la. Sai rồ, đó là tương lai ở trên người ngươi phát sinh sự tình, cùng hiện tại ngươi không quan hệ, hiện tại ngươi cần suy nghĩ là từng bước từng bước đi tốt con đường của chính ngươi, không nên bị những này tương lai tràn cảnh quấy nhiễu, ảnh hưởng đến chính mình, biết không? Ta biết rồi, lão gia tử. Tái la đối với áo đặc chi vương vẫn là phi thường kính trọng, không dám nói năng lỗ mãn, phi thường thành tâm đem lời nói của áo đặc chi vương ghi tạc trong lòng. Mang cả thế giới đi. Siêu chiến thắng đội căn cứ. Lúc này trong phòng chỉ huy chiến đấu, tất cả mọi người đều trầm mặt xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mà nguyên nhân tạo thành hình ảnh trước mắt là khi mọi người của đội siêu cấp thắng lợi dung hợp biến thân, thấy được đái nã biến thân của phi điểu tính. Ngay cả phi điểu tính cũng trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình giấu giếm lâu như vậy thân phận, lại bị một cái video ngắn cho bại lộ ra. Đây mẹ nó là chuyện gì? Đồng đội lục xuyên ma y xoa xoa con mắt, khiếp sợ nói ta vừa rồi không phải là hoa mắt a ta như thế nào nhìn thấy phi điểu biến thành đái nã còn cùng mặt khác hai cái ung tra mần dung hợp biến thành một cái hoàn toàn mới ung tra mần hẳn là không nhìn lầm bởi vì tôi cũng nhìn thấy đội phó hạnh bình mẫn hành nói ta cũng nhìn thấy các đồng đội khác cũng nhao nhao tỏ vẻ áo gai lục xuyên không nhìn lầm chỉ có đội trưởng hỷ bỉ không nói gì chỉ yên lặng nhìn phi điểu tính bởi vì hắn đã sớm đoán được phi điểu thư có thể là Dana Mần. Chỉ là vẫn không nói mà thôi. Mọi người đều đưa mắt nhìn phi điểu thư. Đồng đội do Mỹ thôn lương chậm rãi mở miệng. Phi điểu, chuyện này, ngươi không chuẩn bị cho mọi người một lời giải thích sao? Tôi. 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 Phi điểu ấp úng nửa ngày, cũng không thể nói ra một câu. Hắn hiện tại một tấc vuông đại loạn, đã không biết nên làm cái gì mới tốt phi điểu ngươi thật quá đáng ngươi rõ ràng chính là đái nã ung tra mần vì cái gì không chịu nói cho chúng ta biết hắn cảm thấy phi điểu có tin hay không đem thân phận thật sự nói ra nhất định là không tin mọi người không thể có lý do nào khác không phải ta rất tin tưởng mọi người nhưng mà ta ta không biết nên nói như thế nào phi điểu tính chân tay lúng cuốn nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Thời khắc máu chốt, vẫn là đội trưởng hỷ bị đứng ra. Hắn đi tới trước mặt phi điểu, nặng nề vỗ vai phi điểu tính một cái. Trong ánh mắt, là ông nhu cùng vui mừng trước nay chưa từng có. Phi điểu, ngươi là một cái ưa thích khoe khoang tự đại cuồng, mặc dù có một chút tiến bộ, cũng sẽ cao hứng hướng mọi người tuyên bố, nhưng từ đầu tới đuôi, ngươi nhưng vẫn giấu giếm ngươi là ung tra mần chuyện này, ngươi muốn yên lặng gánh vác lên ung tra mần trách nhiệm, bảo vệ tốt địa cầu, bảo vệ nhân loại, không hy vọng chúng ta vì ngươi lo lắng, phải không? Đội trưởng Hỷ Bỉ tin tưởng mình như thế. Làm cho phi điểu tính vô cùng cảm động. Đội trưởng, kỳ thật, tôi thỉnh thoảng cũng sẽ thẹn thùng. Ngươi là đồ ngu. Đội trưởng Hỷ Bỉ vui mừng nở nụ cười. Hắn quay đầu đối những đội viên khác nói. Phi điểu hắn chính là phi điểu, mặc kệ hắn có phải hay không đái nã ung tra mần, hắn đều là cái kia nhiệt huyết ngu ngốc, làm đồng đội, chúng ta nhất định phải tin tưởng hắn. Biết. Mọi người trăm miệng một lời. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.